Vâng, xin chào anh em lại quay lại với kênh tin tức 24 giờ bên ta. Tin tức ngày 18 tháng 3 năm 2021 có nội dung chính sau đây. Nhật Kim Anh, giành quyền nuôi con, tôi vẫn tôn trọng gia đình chồng cũ. Thì sau 2 năm đấu tranh, Nhật Kim Anh hạnh phúc không nói nên lời khi nhận được quyền nuôi con. Cô cho biết vẫn sẽ thoải mái với nhà nội để cùng nhau nuôi dạy cũng như là tạo điều kiện cho chồng cũ chăm sóc con. Vào tháng 7 năm 2019, Nhật Kim Anh đã khởi kiện giành quyền nuôi con từ chồng cũ, Bủ Lộc. Cuộc đấu tranh giành quyền nuôi con của Nhật Kim Anh và chồng cũ gây tranh cãi dư luận công chúng suốt thời gian qua. Sau 2 năm, nữ diễn viên đã chính thức nhận được tin vui. Theo đó, quyết định giám đốc thẩm của tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã hủy án phúc thẩm, giữ y án sơ thẩm, giao con chung cho Nhật Kim Anh chăm sóc. Nhật Kim Anh hạnh phúc khi quá trình 2 năm qua của mình không uổng phí. Hiện tại nữ diễn viên mong con trai được lớn lên khỏe mạnh và bình an. Bản thân cô cũng không gây áp lực, vẫn muốn con có được sự chăm sóc của ba và mẹ. Nhật Kim Anh đã dành thời gian để có những tâm sự với Vietnamnet trước tin vui này. Thoải mái tạo điều kiện cho nhà chồng chăm sóc nuôi dạy con. Chị hẳn rất vui khi tòa tuyên bố giành được quyền nuôi con. Tôi vui sướng và hạnh phúc khi được đấu tranh suốt 2 năm trời đã có được kết quả như vậy. Điều khiến tôi yên tâm hơn là mọi người bên chồng cũ nhẹ nhàng, bình thường và không còn căng thẳng như trước đây nữa. Và đâu là hai yếu tố quyết định giúp chị giành lại quyền nuôi con? Phải chăng vì chị có điều kiện kinh tế hơn sao? Và điều kiện kinh tế chỉ là một phần nhỏ, bởi quyền nuôi con có rất nhiều yếu tố khác nữa. Tôi nghĩ đó là những bằng chứng xác thực do tôi cung cấp. Hơn nữa, tình cảm của người mẹ dành cho con cũng là thường lớn hơn. Theo tôi nghĩ, tòa sẽ phải tìm ra được những điểm phù hợp khi con sống chung với tôi và sẽ nhìn nhận được để có cái giải quyết đúng đắn nhất. Bản thân tôi cũng là người dễ chịu và lúc nào cũng mong dĩ hòa vu quý, không muốn mọi chuyện căng thẳng. Và từ hôm có quyết định của tòa, chị và gia đình chồng cũ đã gặp nhau nói chuyện về việc nuôi con hay chưa. Thì mấy hôm nay mọi thứ vẫn diễn ra nhẹ nhàng, gia đình bên chồng cũng thấy thay đổi hơn hồi khác. Dạo gần đây, chồng cũ cũng tạo điều kiện cho tôi gặp phai thêm với con. Đó cũng là điều tôi mong muốn để con được phát triển một cách tốt nhất. Và hiện tại con vẫn đang ở cùng với bà tại Cần Thơ và nghỉ hè sẽ lên chơi với mẹ. Vài bữa nữa tôi cũng sẽ về ngôi nhà lại gia đình, nhà nội để bàn xem nên cho cháu học ở đâu. Dù sao đi nữa, bà nội hay ba thì cũng không thể thay đổi. Dù trước đây họ không tôn trọng mình, nhưng với tôi, con vẫn phải có nguồn cội tổ tiên. Tôi vẫn tôn trọng gia đình, nhà nội nên vẫn sẽ hỏi ý kiến họ xem như thế nào để tốt nhất cho con cái. Nhật Kim Anh vẫn sẽ tạo điều kiện cho chồng cũ và gia đình bên nội thăm non và chăm sóc con. Và con trai tôi vẫn còn nhỏ nên cần tình cảm của ba lẫn mẹ. Khi ngăn cản quyền làm cha hay làm mẹ đó là gián tiếp làm tổn thương đến tâm lý của một đứa bé. Ngay từ đầu tôi đã không muốn tranh chấp mà chỉ mong cả hai cùng chung tay lo lắng cho con. Với tôi, hết tình thì vẫn còn nghĩa. Cả hai dù không còn là vợ chồng nhưng vẫn còn mối lương duyên là người con. Tôi vẫn thoải mái cho nhà chồng đưa đón, chăm sóc cho con, không nhận show và đóng phim để dành hết thời gian cho con. Thì con trai chị có biết việc tranh chấp ồn ào của ba mẹ hay không? Tôi giấu và không nói với con một điều gì về chuyện của ba mẹ từ lúc ly hôn cho đến giờ. Tôi không muốn bé bị ảnh hưởng tâm lý nên tới tận bây giờ vẫn luôn nói tốt về ba cho bé. Vì hiện tại chị đang khá là bận rộn đi quay phim Lưới Trời, rồi còn việc kinh doanh, chị dành thời gian thế nào để chăm sóc con? Thì tôi đã tuyên bố trên tòa rằng sẽ hạn chế hết lại thời gian tham gia nghệ thuật để dành thời gian nuôi con. Tôi đã nhận lời tham gia bộ phim Lưới Trời cách đó 2 năm, nhưng tới năm 2020 mới bấm máy nên đành phải thể hiện cho xong. Công việc kinh doanh cũng chủ yếu để hành online nên tôi cũng có nhiều thời gian hơn để chăm sóc con nhiều hơn. Và bộ phim của tôi sẽ kết thúc vào giữa tháng 4, con sẽ lên chơi với mẹ vào tháng 6 khi nghỉ hè. Hiện tại bé vẫn đang học mẫu giáo tại Cần Thơ. Và không tham gia nghệ thuật hay đóng phim gì nữa, Nhật Kim Anh có sợ bị khán giả lãng quên hay không? Thì sắp tới tôi chắc chắn sẽ không nhận show hay đóng phim để dành thời gian bên con nhiều hơn. Người nghệ sĩ ai cũng chỉ mong được khán giả đón nhận và rất sợ bị lãng quên. Có những người nghệ sĩ họ thậm chí còn cống hiến cả cuộc đời cho nghệ thuật, đam mê và yêu nghề đến khi nhắm mắt xuôi tay. Với tôi, đây là quyết định quan trọng để giữ một hạnh phúc lớn hơn, đó là dành thời gian cho con của mình. Có thể khán giả sẽ quay, nhưng tôi cũng phải chấp nhận. Và đó là thông tin hay vào ngày 18 tháng 3 về Nhật Kim Anh. Và nếu anh em thấy thông tin này hay và bổ ích với anh em thì hãy đừng quên cho tôi một like, một chia sẻ, một comment.